Kính thưa quý vị, nhờ hoạt động dân quyền, Lê Đình Lượng tại Nghệ An bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ ngày 24 tháng 7 năm 2017, đã gây ra nhiều phẫn uất cho gia đình, thân nhân và họ hàng của ông Lê Đình Lượng, cũng như toàn thể cộng đồng dư luận đang khao khát tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2017, người thân của ông Lê Đình Lượng tiến về xã Hợp Thành để hỏi về lý do mất tích của nhà hoạt động dân quyền này, nhưng công an đã cố tình cản trở và xô xát với một số người, trong đó có phụ nữ mang thai. Thân nhân và người dân làng quê của ông Lê Đình Lượng nói về ông Lượng là một người như thế nào và họ sẽ làm gì để cùng đồng hành với ông. Các ông kết tội, còn các ông làm chỗ, còn các ông làm ngay thì không hại gì cái chuyện nữa. Nhưng mà vì các ông làm sai cho nên là các ông để dập lại quy tội cho em tôi. Bây giờ bắt em tôi là vô phả trải, trái phép luật, không có cái chuyện chẳng tha chứ cho em tôi ăn trộm mà cướp hay trận luật. Các ông về đọc lệnh bắt và tôi ủng hộ hoàn toàn. Bên đây hắn không có cái tội chỉ làm cho mọi người nó ở bên trong sạch. Hắn con người từng được con nít cho đến người lớn không được, mỗi là nội hắn được cái điều trí mà chỉ các ông thì quý tội cho hắn là phản động thì các ông bắt. Cho nên là trong người tôi là rất bức xúc. Ông Lượng là một người gọi là có ơn với gia đình nhà chị. Cho nên là khi nghe tin ông bị bắt thì chị rất là bất ngờ. Bởi vì không nghĩ được là một người tốt như ông Lượng lại có thể bị bắt. Cho nên là khi nghe báo tin là sẽ đi, tức là anh em ai có thể đi ủng hộ với đoàn thì đi đòi ông Lượng thì là chỉ rất là ngồi nên là đã đi từ sáng sớm. Tôi định vô tình nhưng mà công an là ngăn chặn không cho xe đi, nên là ngăn chặn lại không cho mà tôi đi. Còn cái ngày là tôi là khi dậy bổ giờ này tôi định vô tình để đòi hỏi lại công bằng em tôi, chứ là chị em tôi có làm cái tội gì sai đâu. Nhưng mà tại sao lại bắt thân vô cớ mà để bắt cóc là như các lên hỏi các ông nói ông Lượng đi đâu mà tôi không biết, không có dậy chỉ cả rồi đi lên chỗ ông cũng phải xin dậy à. Cho nên là các ông là nói cái chuyện là vô trách nhiệm, là con người xả quản nhân dân mà chỉ bị bắt chỉ 10 ngày rồi lên hỏi các ông nói tôi không biết được là các ông ăn cơm nhân dân, các ông nhân dân nuôi các ông mà chỉ các ông lại lầm trại mà lại quý tội thế. Thấy cái cách làm việc của họ là không khác gì con đồ thật sự. Bây giờ cho dù công an ở đây hỏi thì chị cũng nói là họ giống như một đám côn đồ vậy. Có một số công an là ra là giành giật lấy băng rôn rồi bắt đầu là huy động lực lượng là đến để mà xô đây những cái người mà đến trụ sở để làm việc. Thì là trong lúc xô đây thì họ do cái sức đẩy mạnh quá, bởi vì khoảng 15 đến 20 người, 15 đến 17 người gì đó công an. Cùng nói thật ra cũng không biết công an hay là côn đồ, bởi vì là họ mặc băng thường phục hết. Áo cộc tay có, quần sóc có, rồi là người là họ ra họ rùa một đạch như thế. Và khi họ sức vừa đẩy họ mạnh quá thì là tôi và một người nữa ngã xuống. Thì là có một tên côn đồ là nói thật là bây giờ cứ gọi là côn đồ đi, công an côn đồ. Ba cũng muốn đòi lại công bằng cho em mình trong sáng để đạt lại tự do cho em được mau về nhà để chứ đi rồi. Vừa dư trước hay là em tôi cũng bệnh tật, cũng là vì là bộ đội đi làm với con người chết rồi dư hơi hẳn là dư bệnh tật là chứ đi cong mà đấy là thấy cũng cái xã hội là nhớ quá, cho nên là dư là hắn phải đòi lại, hắn làm cho mọi người để là trong sạch. Thì nếu không trả thì phải đi đòi huyện cũng được thì vô tình cũng được thì lên trung ương thì phải đòi lại công bằng cho em, cho vì em tôi đặc thà là dư nói là em tôi làm cái điều ăn cướp trận lột này nó có tôi ủng hộ hoàn toàn, bên không có cái điều gì hết cả, một hoàn toàn trong sạch, không có cái điều gì là nhớ, nên là chỗ thì không được thì phải đi cửa chỗ khác, trên dưới không giải quyết được thì lên trên được thì phải đi ra trung ương, đi tận nơi thôi. Vì em mình không có cái việc chỉ là sai trái, không làm đều chỉ là phi pháp hết, bác khẳng định như vậy. Như mà không tha ông Lượng ra là một người chúng tôi yêu quý thì là chúng tôi sẽ đi đòi cho bằng được thì thôi.